Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Kim Vlog. Hôm nay tôi xin được giới thiệu hai trò chơi của trẻ em nông thôn ngày xưa hay chơi. Để làm trò chơi thứ nhất này, tôi cần đến những cái nắp chai nước ngọt hoặc chai nước khoáng. Hiện tại tôi đã có một số nắp và tôi để trên thùng phi. Sau khi đã có những cái nắp chai này, tôi sẽ tiến hành công việc đầu tiên, đó là đập dập chúng thành một hình tròn. Khi chúng ta đập dập, chú ý làm sao cho nắp các chai này tròn nhất và cẩn thận khi đập, tránh để đập trúng tay gây thương tích. Sau khi tôi đã đập dập nắp can thì tôi sẽ được một hình tròn như thế này. Công việc tiếp theo, tôi sẽ tìm một cây đinh để xuyên hai lỗ trên chiếc nắp này. Tôi vào nhà và lấy ra bạc đinh tôi đã cắt bấy lâu. Sau khi đã có đinh, tôi quay lại chỗ chiếc nắp hồi nãy. Trên đường đi, tôi có nhớ là dùng chỉ nên tôi lấy cùng chỉ và đi ra nơi làm trò chơi này. Sau khi đã có đủ dụng cụ thì tôi tiến hành đục lỗ hai chiếc nắp này. Để đục được hai lỗ trên chiếc nắp này, chúng ta cần một bề mặt phẳng và mềm ở dưới. Sau khi đã đục xong, tôi cần một đoạn chỉ dài 40 cm và tôi lấy đoạn chỉ đó từ cục chỉ tôi xách ra hồi nãy. Sau khi đã có số chỉ cần thiết, tôi sẽ cắt chúng ra. Tôi tiến hành luồn vào hai chiếc lỗ mà tôi đã đục sẵn từ nãy. Như vậy, trò chơi thứ nhất đã hoàn thành và tôi sẽ chơi nó. Chúng ta kéo ra và thả vào đều đặn. Như vậy thì trò chơi chúng ta sẽ rất là hấp dẫn. Cứ tương tự như vậy, vòng tròn nắp chai nước ngọt nó sẽ quay rất là tít. Tôi chơi một chặp cảm thấy đau hai đầu tay nên tôi tìm hai thanh củi và bẻ chúng ra cột vào hai đầu để tránh làm đau cái tay của tôi. Gần đó tôi thấy một cây khế và nó đã có trái. Tôi bứt vài quả để làm cho trò chơi của tôi thêm thú vị. Tôi xếp số khế đã bứt được trên cây xuống nền đất và tôi tiến hành cho chiếc nắp xoay tròn và khứa vào những trái khế. Trò chơi này không nguy hiểm lắm. Như các bạn đã thấy, nó chỉ cắt sức trái khế mà không làm đứt trái khế ngay lập tức. Vì vậy nó rất an toàn cho trẻ em. Tôi cắt trái khế một chặp thì bắt đầu sợi dây nhũn ra và chúng đã bị đứt. Nên tôi sẽ tìm một trò chơi thứ hai cho mọi người chơi. Đó là trò chơi bắn ná mini. Tôi ra hàng trà tài đường trước làm hàng rào và tôi chọn những cây trên hàng rào này. Sau khi chọn được những cành trà tàu thì tôi tiến hành trò chơi thứ hai. Ở trò chơi này chúng ta
cần một cái ngọng giống như một chiếc ná. Lai hoài mãi thì tôi cũng đã tìm được một chiếc ngọng nhỏ. Sau khi đã có đầy đủ những nguyên liệu như đây thì tôi quay trở lại chỗ hồi nãy mà tôi đã làm trò chơi thứ nhất, làm tiếp trò chơi thứ hai này cho mọi người xem. Chúng ta tiến hành tách bỏ những thứ không cần thiết trên cái ngọng ná và chúng ta sẽ có một cái ngọng ná ưng ý. Những cành trà tà còn lại tôi sẽ làm đạn và tôi sẽ bẻ chúng thành mỗi đoạn 4 cm và gặp lại thành hình chữ V để làm đạn cho cái ná mini này. Trò chơi này hấp dẫn hơn trò chơi hồi nãy. Sau khi đã có đủ lượng đạn cần thiết, tôi cầm số đạn này với chiếc ngọng ná hồi nãy chuyển qua công đoạn tiếp theo, đó là cột dây thun cho chọn ná. Trên tay tôi đã cầm đủ các nguyên liệu làm nên một chiếc ná nhỏ. Chúng ta tiến hành cột dây xu cho ná. Với cái chặt này, nếu không có những đoạn đạn kia thì chúng ta sẽ làm bằng những tờ giấy khi xưa ngồi trong lớp. Ở thời cấp 2 thì chúng tôi thường bắn nhau bởi những ngọng ná tí hon này. Nó là rất là uy lực. Và bây giờ tôi sẽ bắn cho mọi người xem. Tôi đặt chai nước xuống trước đó và tôi sẽ bắn nó rất chính xác và uy lực. Nếu không có ngọng ná thì chúng ta sẽ dùng hai ngón tay và kẹp đạn vào, chúng ta sẽ bắn chiếc bình. Như vậy chúng ta đã có một trò chơi rất là hấp dẫn và vui vẻ. Mọi người đừng tiếc gì một like cho kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người những cái video lần sau sẽ hấp dẫn hơn. Hãy bấm like và bấm đăng ký cho mình nhé.